gia chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Và cuối cùng thì Mèo cảm ơn tất cả những bạn nào đang xem video này và chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Hello, chào các bạn fan yêu dấu của chị Banda nha. Trời ơi, hôm nay á chị Banda định rủ Happy đi qua làng để đổi đồ nè Happy ơi. Đi. Ok, đi chị Banda. Cái nhà mình còn than không ta? Đây còn than nè, giấy nè, lúa nữa nè. À, đi qua bên làng á mình kiếm người đi, mình kiếm em dân làng để mình đỡ emerald xài Happy ơi. Đi chị Banda ơi. Ủa chết cha, làng hướng bên đây nè Happy. Đi lỡ. Ơi lâu quá chị Banda không đi qua làng. Quá. Đi đại Happy ơi, để về nhà mình còn hả có đồ để xài nha. Ơi sắp tới làng chưa, sao nghe lâu quá người ta, lâu quá không chạy bộ cho nên chạy nghe mệt quá Happy. Đúng rồi. Tới làng kìa, tới rồi Happy kìa, ơi. Tới làng rồi kìa. Chị Banda ơi. Gì? Bông đẹp quá, bất kỳ chị Banda ơi. Ồ, bông quá thì bông đẹp luôn Happy. Thôi nhưng mà chị Banda đi đổi đồ đại đi đi hả, chị Banda còn về nhà nữa chứ chị Banda đâu có thấy bông được. Ok, đi chị Banda. Làng ơi, làng à. Đâu, mấy ông đâu, ra đây cho tôi đổi đồ với. Ủa đâu hết trơn rồi ta. Dân làng ơi. Vô đây coi. Ủa dạ. Ủa sao không có ai ở đây hết vậy mà nhà cửa vắng tanh. Có cái giường đen xì nữa Happy ơi. Thôi đi kiếm phòng khác, đi qua nhà khác đi. Mà sao dân làng á các bạn ơi, đáng lẽ sáng ra là phải đi ra ngoài làm ruộng và đi mai đồ này nọ đúng không, mà giờ không thấy ông nào vậy, sao nghe vắng quá vậy. Đúng rồi. Vậy không có vậy, Happy nói đúng rồi. Để đi qua bên đây coi có ông thợ rèn nè không. Đáo đi. Ủa sao ông thợ rèn ở đây, ông trốn trong thợ rèn. Cái gì vậy? Trời ơi, tôi đang dọn đồ đi nè. Trời ơi, nãy giờ tôi qua đây tôi la làng la sớm hả? Không thấy ai hết vậy? Tôi đang ở trong nhà mắc dọn đồ đi qua làng khác ở bà ơi. Ủa sao vậy? Sống ở đây mà ở làng khác? Trời ơi, lỡ làng khác hả? Có cái giường mới rồi kia, bởi vì dân làng chê giường làng này cũ quá, đi chỗ khác ngủ cho nó ngon đó mà. Trời ơi, dân làng hôm nay hả? Cũng điệu hạnh như vậy, chê cái giường ở đây rồi bỏ đi hả? Giường ở đây cũ nát rồi, người ta không có thích ngủ nữa, người ta bỏ đi. Tôi giờ không có ai buôn bán nhà tôi ở đây, tôi làm gì? Tôi cũng đang dọn đồ trong nhà, thấy tôi dọn đồ sạch sẽ chưa, giờ tôi tính đi nè. Trời ơi, Happy ơi, ông mà dọn đi nữa là cái làng mình nhấp tanh, không có ai để đổi đồ. Happy không biết luôn á chị Banda ơi. Trời ơi, ông thợ rèn ơi, ông có cách nào không vậy? Bây giờ muốn mấy ông trở về á, phải có cái giường mới mấy ông mới trở về được, chứ làng bên kia mấy nghe đồn là có giường đẹp lắm, người ta mới đi qua bển hết á. Tôi giờ tôi dọn đồ tôi đi bển luôn. Trời ơi, ông cũng gì đam mê cái giường mà ông bỏ làng luôn hả ông thợ rèn? Trời ơi, giấc ngủ là ngon nhất mà, giấc có giấc ngủ khỏe ngon, giường đẹp mới ngủ khỏe mới làm việc được chứ. Trời ơi, tính ra cái làng này hả, vì một cái giường thôi mà bỏ đi. Ôi hỡi, nếu như mà bỏ đi hết thì ai đâu mà chị Banda đổi đồ các bạn. Bởi vậy chị Banda sẽ quyết định là chị Banda sẽ chế tạo ra những cái giường đẹp để cho mấy ông dân làng á quanh về đây ở nha. Chứ mà nếu đi hết là chị Banda sẽ buồn lắm các bạn ơi. Thôi thợ rèn ơi, để tôi chạy về nhà tôi nghiên cứu cách chế tạo ra cái giường đẹp để cho làng nha. Nghiên cứu chế tạo cho lẹ nghe, để tôi có mình tôi đây á, chứ không thôi là tôi đi luôn á nghe. Trời ơi, ông đứng đi, ông ở đây ông chờ tôi đi. Tôi sẽ cho ông cái giường đẹp nhất, lộng lẫy nhất luôn. Đi về hết đi. Giờ tôi dọn đồ đi luôn. Tỉnh, chạy chưa hết. Trời ơi, đừng có đi, ông ở đây đi, ông đây đi, đừng có đi. Rồi, tôi chờ nha, có gì đó tin vui thì tôi báo cho dân làng biết, dân làng về ở nha. Ok ông luôn, ông đi báo tin là có giường đẹp đi, tôi chắc chắn sẽ có giường đẹp. Đi về Happy. Lấy uy tín của Banda với Happy đúng không? Đúng rồi. Ok đi. Dân làng ơi, đi về nè, có giường đẹp vậy? Ơi. Cái giường ngủ đó là chị Banda chế tạo theo kiểu mới nha, là mình sẽ cần chỉ nè, lông gà nè và gỗ với lại len. Và cần rất nhiều bột nhợm luôn các bạn ơi. Tại vì mấy ông dân làng này muốn có giường đẹp thì phải có giường nhiều màu đúng không? Cho nên chị Banda sẽ lấy bông về để làm bột nhợm cho nhiều, cho đủ màu. Happy ơi, bứt bông phụ chị Banda đi Happy. Ok, bứt chị Banda ơi. Đó, bây giờ mình sẽ thu hoạch bông nha. Trời ơi, Happy bứt được quá. Lấy hết bông luôn, mình sẽ làm giường đủ màu luôn. Rồi lấy chị Banda lấy nhiều nhiều lên. Lấy nhiều lên. À, đủ màu chưa ta? Chị Banda có 1, 2, 3, 4. Ủa, 1, 2, 3, 4, 5. 5 màu rồi nha Happy. Chị Banda ơi. Gì? Nãy giờ Happy đi, Happy sẵn cái bức bông luôn nè chị Banda ơi. Đúng rồi, vậy thôi mình về Happy ơi. Đây chị Banda cũng có nhiều màu rồi. Nhưng mà mình chắc mình sẽ không làm màu trắng với màu đen đâu ha. Tại vì mấy cái màu đó nhìn đâu có đẹp đấy Happy. Đúng rồi chị Banda, màu trắng màu đen bà tưởng cũ rồi đó chị Banda. Ồ, màu đen thì nhìn cũ đúng không? Còn màu trắng thì nhìn như là thấy ghê lắm. Thôi mình đi về Happy ơi. Đi chị Banda ơi. Trời ơi, chạy đi, từ sáng giờ đói bụng quá các bạn ơi. Bây giờ chị Banda sẽ về lấy lông cừu nha. Mình sẽ lấy kéo ra lấy lông cừu, nhưng mà không có kéo, mình sẽ chế tạo ra cây kéo đây. Đó, chị Banda có cây kéo rồi thì bây giờ chị Banda sẽ đi ra mình hết lông con cừu để mà mình làm cái giường Happy ơi. Ai chồng mình nha. Chồng mình nha. Này.
lấy lông cừu. Trời, mở cửa ra chơi lông chơi. Lông cừu, mình sẽ lấy lông cừu màu trắng nha, để dễ nhộm. Chứ mấy cái con màu xám với màu đen á, không có nhộm được đâu. Ê, trời ơi, cái con màu đen này nó cứ bang bang vô ngay chỗ cái kéo chị Bình Đà. Nè chị Bình Đà ơi nè. Vậy gì Happy? Nè đó. Ok, đi 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 vô mình làm Happy ơi. Ừ. Wow, đi ra đi mấy em cậu ơi. Rồi. Một tí nữa ta sẽ vô cho ăn. Dạ, rồi ok, cái gì ta, lông gà thì nhà chị có nè, chị cũng có luôn. Bây giờ chị sẽ bắt đầu chế tạo cái gì ta, cái dạng như là cái niệm á các bạn, nằm ở trên nha. Ủa làm cái niệm trước nha, cái niệm im á. Đây có gỗ luôn, wow, mình sẽ chế tạo đây. Bây giờ chị Bina sẽ chế tạo trước cái tấm niệm đó nha. Ok, mình sẽ cần chỉ nè, chỉ mình sẽ trải dài ra để mà đương vô mấy cái len đó nha. Định cho nó được cái bông đúng không? Đây, nó ra cái này á, là các bạn biết cái gì chưa? Cái này á, lại như là ở nhà mình á, hay gì có giường phải không? Mình sẽ để lên đó là cái tấm niệm. Nó giống như thế, nó tự tự như thế. Rồi, xong rồi, chị Bina đã làm nó thiệt là nhiều cái miếng niệm rồi. Thì chị Bina sẽ làm cái giường. À, cái giường này á là mình không có xài nguyên cái khúc len này như cái kiểu cũ đâu nha. Mình sẽ xài theo cái model mới. Đây, cái mặt bông này rất là êm luôn á các bạn ơi. Đây, cái kiểu gì vậy Happy? Happy cũng vừa chế tạo xong luôn nè. Đó, Happy đặt ra đi Happy. Hiểu. Đó, hai cái giường rất là êm luôn, leo lên nhúng 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 nhúng. Rồi, cái này là cái ra màu trắng nha. Chị Bina sẽ không xài màu trắng nữa. Mình sẽ làm đủ thứ màu. Ủa lộn tợ, chị Bina nhầm tiếp nữa rồi các bạn ơi. Đây, chị Bina làm thật là nhiều hãm luôn nha. Đây, cái thảm này nó là màu trắng đúng không? Ủa, quên chưa? Mình chưa làm bột nhộm nha các bạn ơi. Mình phải có bột nhộm. Trước tiên chị sẽ làm bột nhộm màu vàng trước nha. Đây, tên tên. Đây, chị Bina sẽ đặt thử cho các bạn xem nha. Nó màu trắng nhưng mà nó có cái hoa dương nè Happy. Màu vàng đẹp chưa? Đẹp chị Bina ơi. Wow, Happy đưa lông cừu cho chị Bina Happy. Ok. Happy đưa lông cừu mà nhộm sẵn cho chị Bina nha. Ok nè, Happy có cả đống luôn á chị Bina ơi. À, Happy làm ra thảm sẵn cho chị Bina luôn đi Happy. Làm ra thảm sẵn luôn. Ok. Đây đây, chị Bina sẽ làm bột nhộm nha. Chị Bina sẽ cho nó ra thành phẩm màu hết. Đây màu đỏ đây. Và màu vàng, cam, màu xanh, màu gì đây, màu gì đây, màu đỏ nữa. Thôi màu trắng không xài nha. Màu tím nè. Chị Bina ơi. Vậy vậy vậy. Luôn wow, quá trời luôn. Bây giờ chị Bina sẽ cho nó ra cái len này thì nhộm sẵn thì nó sẽ ra một cái tấm ra trải lên mà nó không có màu nha. Thì chị Bina sẽ để cái này cái màu bột màu cam lên thì nó sẽ có cái hoa cánh giữa nè, nhìn rất là xinh luôn á. Happy, Happy nói là chị Bina đặt cho nè, đó đẹp chưa? Wow, đẹp quá vậy. Dễ thương không Happy? Dễ thương chị Bina ơi. Ôi đẹp quá trời luôn nè các bạn ơi, cái giường mà nó có hoa gì nhìn nó sinh động hơn đúng không? Ừ. Hồi nãy chị Bina làm màu gì là màu tím đúng không? Đúng. Bây giờ chị Bina sẽ làm màu xanh nha. Màu xanh thì chị Bina cũng sẽ cho một nhẫn màu vàng lên nè. Thì nó có cái hoa, không biết là hoa màu gì nữa. Hoa hướng dương giống bên đây Happy ơi. Chị Bina ơi. Sao Happy? Bây giờ Happy đặt mấy cái giường ra nha chị Bina. Ok Happy đặt đi, chị Bina sẽ làm mấy cái tấm ra hoa hòe cũng trải lên nha. Đây, cái màu này là nó màu cam thì mình sẽ cho cái bột nhẫn màu gì lên cho nó nổi ta. Màu... Đây, màu xanh đi. Đây, đồ bớt. Chị Bina. Vậy Happy. Dễ thương quá nè. Vậy dạ. Nè nhìn nè. Ô con chim dễ thương ghê. Đấy chị của Bina cũng làm nè. Vậy là cái bột nhỏ màu xanh đó các bạn, nó sẽ ra một chú chim con dễ thương đúng không? Đúng rồi. Rồi mấy cái chị nhậm sẵn nè, bây giờ chị sẽ cho nó vô đây một cái đây màu xanh nè. Điều. Hồi nãy chị Bina làm màu xanh nhiều. Ghê quá chị Bina ơi. Ai đó. Ê. Quá trời chú chim luôn. Chị Bina ơi. Gì vậy Happy? Nhìn cái giường này nè, cái giường mà có hình mấy cái đầu. Đầu lâu. Mà Happy ơi, dân làng hình như không có thích cái giường màu đen đâu nha. Một tí mình đi mình sẽ đem mấy cái giường màu nổi này theo chứ không đem màu đen. Đúng rồi, bởi vì dân làng ghét màu đen. Bởi vì dân làng mới bỏ đi á. Bây giờ chị Bina là màu tím này thì với bột nhộm màu gì ta? Mình còn bột nhộm màu gì khác nữa không Happy? Màu xanh thì con chim rồi. Nãy giờ chưa có màu hồng á chị Bina. Chưa có màu hồng hả? Đúng rồi. Thì chị Bina làm màu hồng nhưng mà với bột nhộm đỏ nè, không biết nó ra hình gì nữa. Ha, ra hình cái trái cherry nè Happy. Cherry. Dễ thương quá. Bột nhộm hình như cái này là màu tím với trái cherry nha. Chiều. Chị Bina ơi. Chị gì? Dạ nè. Ủa cái này là cái hình đầu gì vậy? Hình có slam đó chị Bina. Ủa hình có slam hả? Dạ đúng rồi. Wow, giờ về nhà mình có cái đống giường luôn. Wow. Mình lấy cái giường để làm lại đi, đừng dọn đây mà bển chiếm hơi hả? Mấy em dân lạc tủ ở đây ngủ là xỉu luôn Happy. Đúng rồi. Màu vàng này thì cho với màu đỏ này nó ra cái gì đây? Hồi nãy thì nó ra trái cherry á, dục cái túi mực đi thấy gớm quá, chị không xài túi mực. Để Happy. Bé bé, đây trái cherry nữa.
đâu blueberry vậy? Cherry chứ, cherry hả đi. Màu xanh này nha. Ủa ngọc lưu ly này, ôi ngọc lưu ly này cũng ra được một cái hình màu xanh luôn nè, cũng dễ thương lắm. Quá wow. Ra cái bàn trứng đó đi. Ok các bạn ơi, thì chị Anna làm đã rất nhiều kiểu giường và rất nhiều hình luôn nè. Thì các bạn thích nhất cái giường nào hãy comment dưới nha. Và chị Vanda và Happy sẽ tiếp tục chế tạo và đem qua cho làng nha. Các bạn ơi, chị Vanda đã dọn sạch giường ở nhà chị Vanda để đem qua cho làng rồi nè. Bây giờ chị Vanda sẽ đem qua để đặt giường cho làng nha. Ôi ông thợ rèn á, ông đi kêu làng về rồi Happy ơi. Ơi chị Vanda ơi. Vậy bây giờ mình tranh thủ đi đặt giường đi chị Vanda ơi. Đi mình vô nhà mình đặt Happy ơi. Đúng rồi. Đây vô cái nhà này đi. Không, cái nhà này nhỏ xíu vậy. À cái nhà này nhỏ nhỏ, mình sẽ cho cái giường màu đỏ. Wow, cái lá này dễ thương ghê luôn. Thôi chị Anna ơi. Sao bây giờ Happy với chị Anna chia ra đi đặt đi hết chị Anna. Đúng rồi, mình phải chia nhau đi đặt mới kịp chứ, chứ không thôi là sẽ tối ưu cái nhà này cái cửa đâu vậy chị. Oh Anna. My god. Đây tạo rồi cái cửa thật là kinh dị. Để chị Anna đặt cái giường ra, bắt cái giường này leo lên nhà ông. Ôi cái giường này khó lên quá Happy ơi. Dạ không khỏi chị Anna ơi. Để chị Anna tìm lóc chị Anna sẽ lên mới được, chứ không thể nào mà để căn nhà mà vắng vẻ như thế Happy à. Đây chị Vanda rất là một người rất là giỏi vắng nha. Đặt cái giường này đi đó, đặt cái lớp này ở đây đây. Happy đặt giường trong nhà ông thợ đây. Đặt đi trong thợ rèn, ông quanh về ông thấy giường ông hết hồn. Cái giường này chị Vanda sẽ cho màu cam nha. Wow đẹp. Thêm chưa cái này chị Vanda. Thôi nhiều lắm nghe đó Happy. Đó ngầu chưa, đâu cái cửa nhà đó rồi đây. Thôi cái làng này đi riết mà hả, nó vắng vẻ cỏ mập mà cái nhà ở cái chỗ kỳ cục quá Happy coi nè. Đất thì nó trồi lên tới trên mà cái cửa vậy sao vô. Đúng. Wow. Ui các bạn ơi, cái nhà này rộng thiệt luôn á. Nhà này chắc ở được chắc 5-6 người á. Chị Vanda sẽ cho giường nhiều nha. Đúng. Đây chị Vanda sẽ sắp cho một đống giường luôn để cho mấy ổng về, mấy ổng hở ngủ. Thôi sắp lớp luôn để mà có dân làng để mình đổi đồ nha. Đây cho màu vàng nha, màu đỏ nè, màu xanh nè, màu tím nè. Đó. Sẽ cho màu hồng nè, màu xanh mấy cái màu này xuống luôn. À, màu tím rồi đúng không? Thì sẽ tới màu gì cho nó khác nè. Màu xanh lợt này đi. Đây, màu xanh tiếp luôn. Màu xanh tiếp luôn. Ôi con bến dễ thương ghê luôn nè. Trời ơi, chị Vanda lấy rồi. Cái này màu tím luôn nữa thôi, chị Vanda đổi màu khác cho nó nổi lên. Okay. Màu hồng đi. Wow, dễ thương quá trời. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Thôi, chị Vanda sẽ đi qua nhà bên kia nữa nha Happy. Ok chị Vanda ơi. Đi qua nhà bên đây nữa. Trời ơi, nhà vắng vắng ơi, bên đây Happy đã cho hai cái giường rồi nè. Bây giờ chị Vanda sẽ vô nhà này nha. Nhà này cũng để được hai cái giường luôn nè, tuy nhỏ nhưng mà cho ngủ đông người đi cho nó vui ha. Màu tím nè. Thôi cho giống nhau đi, màu tím luôn. Rồi xong chị Vanda sẽ đi qua bên chỗ khác đặt tiếp nha. Bên đâu ơi. Ôi trời ơi, chắc dân làng về quá tại luôn rồi nè. À, trời ơi dân làng về nhiều thiệt luôn á các bạn ơi. Thấy chưa, tôi đã nói rồi, tôi làm giường đẹp là dân làng sẽ về luôn á. Đâu để tôi vô tôi coi thử coi. Nè vô coi đi. Ồ giường màu tím màu nho đồ quá tại, đẹp quá tại đây bà con. Quá đẹp luôn. Đi qua cái nhà lớn giường còn nhiều nữa. Ê cái nhà này có giường chưa, không biết Happy đặt giường ở đây chưa ha. À Happy cái giường này giường cũ màu đen thôi để bỏ đi. À đúng rồi, mình sẽ cho lên màu tím là được rồi đúng chưa. Thêm một cái ở đây nữa thôi. Cái vô đường đi kỳ lắm, ở đây đi. Cái ở đây sẽ cho màu đỏ nha. Làng đã về rồi, bây giờ á mình đã xong cái nhiệm vụ rồi Happy ơi. Hả gì chị Vanda? Mình đã làm vườn cho làng xong rồi, vậy thì giờ mình về thôi Happy. Vâng nghe nè, Banda với Happy ơi. Dây. Ờ tôi thay mặt dân làng đây á, cảm ơn Banda với Happy nhiều nha. Ồ trời. Đây là làng không có đi đâu nữa hết á, ở đây ngủ ngon rồi không có đi đâu nữa hết á. Đúng rồi đó, ở mới đây đi. Happy với Banda làm vườn đẹp quá tại luôn kìa. Đúng rồi, tôi mới học cách làm vườn này á ở một cái nơi rất là xa xôi và hẻo lánh. Nói chơi vậy thôi, cái vườn này là cái vườn hiện đại đó nha. Ok. Ok các bạn ơi, thì chị Vanda đã làm xong những cái vườn siêu đẹp cho các dân làng rồi nha. Và nếu như các bạn nào thích clip này của chị Vanda thì các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe kênh Steep nha. Tại vì những cái clip mà chị Vanda review hot này thì chị Vanda sẽ up lên kênh Steep cho các bạn xem nha. Và chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Bye bye. Bye 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 bye. Video chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.